tên là gì đấy? Bò. 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 Mẹ là như thế con luôn, bò. Bò đưa ông về. Đưa đây. Bò. Ông đi đâu? Bò. Này, cái mỉm à? Vâng. Bò. Được đấy. Phải không? Đấy xuống đây. Đây xuống đây. Ở bên ngay chỗ xe đỏ ấy. Các bạn ơi, mình thì không làm ruộng đâu, mình để chăm sóc bố mẹ già. Nhưng hôm nay mình đi bó rơm thuê cho một ông bà chủ lớn nhá. Đi bó rơm thuê để kiếm tiền mua sữa cho bò nhá các bạn. Đấy, đây đây ông bà chủ rất là trẻ đây. Bắt tay cái. Xin chào. Mẹ bỏ rơm để lấy tiền mua sữa cho bò nhá. Mua bỉm mua sữa cho bò nhá. Đấy. Nay mua bỉm tiền mua bỉm. Đưa đây rồi nhá. Cả bác ra cái tâm nhặt chết. Tâm đây. Anh cứ đừng quay đây. Thế đấy à? Như này bó bằng rơm à? Ừ, cứ buộc ngắn nhỏ nhỏ thôi. Chỉ cần cái tên à. Cho tên là chào chị mấy người có thể gần ôi cũng bắt kẹo thế này à em ơi. Ôi nó vẫn này chị má này thích thế. Bây giờ về gặp khu lúa ra hỏi cứ bó một. Bò hàm thế nào mà cũng lúc nào thấy thấy bộn bề. Bò đi xuống bên kia, xuống kia chơi thì mẹ bỏ rơm nhá. Đẩy lên.
Không, không phải theo về chút đấy. Đưa bên nào. Mày ngồi đấy nghỉ đã. Ngồi đây đã chú. Ngồi đây, ngồi đây, lấy nước uống. Ôi trời. Gió này nó cháy hết rồi. Gió này nó cháy hết. À đây, nhìn thấy nước lân la này. Này, làm ra cho em uống nước. Cơ này. Mình uống vào hút rồi. Được cái đấy. Nó ngọt không? Không anh không. Sao? Không. Ngọt. Uống đi. Không, em uống đi, anh không uống đâu. Sao lại không uống? Uống đi. Em không uống đấy, em uống. Anh không điệp, anh tiểu đường, anh chả mang. Không. Uống đi hai, anh. Hai em uống đi, không uống đâu. Hai thằng mình chạm cốc. Chạm cốc đi. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ để đây chú bò nhá. Đây là bạn của mình nhá bạn ạ. Chắc chứ chào cả nhà nhá. Ồ, ngon thế. Cái nước xanh xanh để đi ăn cỗ nhưng mình chả giờ thích được ra đây nữa. Nó khác thì. Yeah. Ờ này quen ngay nhỉ. Đây, chơi chơi một hồi nhá. Sao chả cắt bớt lông cho nó mát nó. Bà ơi bò. Đi chơi rồi. Cắt bớt cái lông cổ kia kìa. Yêu chị, đáng yêu nào, đáng yêu nào bé đi. Ghê quá nhỉ. Phải đâu, nó rằng thế thôi nó. Thế à? Thấy nó rằng nó ghê quá. Bị muốt. Chùi. Nào bác. Như người ấy nhỉ. Không khác người thế nào. Nào con, uống đi. Nó ăn hoa quả là chính đúng không? Ăn quả gì nó cũng ăn được đúng không? Đủ các thứ. Mấy cái quả. Nào con hơn người.